Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Mục đích thành lập trường học. Trường học tại Vạn Phật Thánh Thành có 3 cấp là Tiểu học Dục Lương, Trung học Bồi Đức và Đại học Pháp Giới. Trường Tiểu học Dục Lương là giáo dục học sinh thành những nhân tài trường cột xuất thế của xã hội, thành những người dân lương thiện xuất thế của quốc gia, mà cũng là giáo dục các em trở thành bậc ưu tú xuất thế của nhân loại, cho nên gọi là Dục Lương. Trường Trung học Bồi Đức, bởi vì đức tánh bản lai của con người chúng ta không thể nói là chẳng có, nhưng không nhất định là chúng ta có nó đầy đủ, cho nên chúng ta cần phải tu phước, tu huệ và bồi dưỡng đức hạnh. Như có câu nói, bách hạnh hiếu di tiên, trong muôn hạnh, hạnh hiếu thảo là trên hết. Bởi vậy, tiểu học Dục Lương thì đề xướng hiếu thuận với cha mẹ, bậc trung học thì đề cập đến tận trung với quốc gia. Chúng ta dạy các em, trước tiên là phải hết lòng hiếu thảo đối với gia đình, tiến bộ thêm một bước nữa là nên quan tâm ái hộ, bảo vệ quốc gia, ngõ hầu các em biết chuẩn bị để phục vụ cho quốc gia sau này. Cho nên bây giờ các em cần phải tạo lập phẩm hạnh để trở thành con người có nhân cách tốt, vì vậy mà gọi là Trung học Bồi Đức, Đại học Phật Giáo Pháp Giới. Khi đức hạnh đã được dung bồi đầy đủ rồi, sau đó học sinh mới vào đại học và được giáo dục ở trường Đại học Pháp Giới, chỉ e rằng quý vị không có bản lãnh thôi. Như nếu có tài ba, có năng lực, thời quý vị có thể hướng về toàn nhân loại trên thế giới mà chang tay cứu giúp và làm lợi ích cho cả nhân dân. Đó là tông chỉ thành lập trường học của chúng ta. Giảng ngày 15 tháng 1 năm 1987. Ha ha ha,